Con xin chào thầy cô và các bạn. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Anh Khôi, học sinh lớp 7A1. Hôm nay con rất vui vì được giới thiệu về bài dự án trồng rau an toàn của con. Mục lục 1. Trồng giống rau. 2. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu. 3. Làm đất, gieo hạt. 4. Chăm sóc rau. 5. Thu hoạch và chế biến. 6. Khó khăn và thuận lợi. 7. Kinh nghiệm bài học. 8. Lời cảm ơn. Một, chọn giống rau. Mình đã chọn giống rau cải mơ vì đây là thời điểm rau mùa. Cải mơ giống khỏe, thích nghi tốt và phát triển nhanh. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu. Dụng cụ của mình gồm có bình tưới nước, bay, băng tay, thùng xốp. Nguyên liệu của mình gồm có hạt giống, phân vi sinh và đất trồng cây. Chi phí thực hiện, hầu hết tất cả đồ dùng đều có sẵn ở trong nhà. Mình đã sử dụng một cái chai đục lỗ để tạo thành bình tưới nước. Mình đã tái sử dụng cái thùng xốp để làm nơi trồng cây. Mình chỉ mất tiền để mua hạt giống và phân vi sinh, tổng cộng là 12.000, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Làm đất, gieo hạt. Đầu tiên mình ngâm hạt giống trong nước ấm 35 độ C trong vòng 12 giờ. Tiếp theo, mình đã chuẩn bị thùng xốp và làm đất tơi xốp. Sau khi đất đã tơi xốp, mình bỏ phân lót cho đất, rồi mình phủ đất lên để chuẩn bị gieo hạt. Mình tưới ẩm cho đất và gieo hạt đều. Sau đó mình phủ một lớp đất lên trên hạt giống. Giai đoạn 1, từ nảy mầm đến cây con, hàng ngày mình tưới cây vào buổi sáng và buổi chiều để đảm bảo độ ẩm cho hạt nảy mầm và phát triển. Nó thích thú khi thấy cây thay đổi và lớn lên hàng ngày. Khi cây con được 16 ngày tuổi, mình tách cây con trồng vào thùng xốp mới. Mình làm đất, bỏ phân lót giống như lúc gieo hạt. Mình trồng cây cách đều để cây phát triển tốt. Giai đoạn 2, từ cây con đến cây trưởng thành. Mình thường xuyên tưới nước cho cây vào sáng sớm và chiều mát, bỏ phân định kỳ. Cây con lớn rất nhanh, chỉ sau 12 ngày, cây đã lớn và có thể thu hoạch. Hàng ngày, mình tưới nước sạch hoặc tận dụng nước vo gạo để tưới cho cây vào buổi sáng và buổi chiều. Sự chăm sóc của mình mà cây đã lớn rất nhanh, đã được 30 ngày. Từ lúc gieo hạt, mình đã được thu hoạch và chế biến. Sau khi thu hoạch, mình đã rửa sạch sau và làm món canh cải nấu thịt. Khi canh gần chín, mình đã bỏ gừng vào để khiến cho món ăn dậy mùi hơn. Món canh tôm ngon của mình đã xong rồi đây, mình bê vào mời cả nhà thưởng thức. Ai nấy cũng khen ngon, rau ngọt.
Trong quá trình thực hiện có những khó khăn và thuận lợi như sau. Về khó khăn, do trồng trên tầng thượng nên cây bị nắng chiếu, mình đeo cả ngày nên chưa không che nắng được cho cây. Những thuận lợi, mình tận dụng được thùng xốp, chai nhựa, có đầy đủ đất và dụng cụ trồng cây nên tiết kiệm được chi phí. Thời tiết chưa rét nên cây phát triển tốt. Sau khi trồng cây, mình rút ra được những kinh nghiệm và bài học. Mình có thể không cần ngâm hạt giống trước khi gieo, nhưng nên ngâm hạt giống bằng nước ấm sẽ giúp hạt nảy mầm nhanh hơn. Khi gieo hạt nên rắc đều để cây con không bị mọc gầy quá. Nên tưới nước cho cây hàng ngày, đảm bảo độ ẩm cho cây phát triển tốt. Nên bỏ những lá vàng, lá sâu tránh gây bệnh cho cây. Kết luận, trải nghiệm trồng rau thật thú vị. Mình rất thích chăm sóc cây và ngắm cây lớn từng ngày. Thật tuyệt vời khi cả nhà được thưởng thức món ăn từ rau sạch chính tay mình trồng. Con cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình dự án trồng rau an toàn của con. Con rất vui khi được thực hiện dự án bổ ích này.